Hello và các bạn, ngày mình chơi tám trò với game Lightning K. Anh nhầm đây là game K Lightning. Đâu đâu đua chỗ nào? Okay, don't forget, you can all let's do this. Are you ready? Okay, rồi. Đây là ca Lightning nè. Bắn này là bắn vô tốc độ. Lâu ngày không chơi trò này rồi quên cách chơi. À cũng chẳng có gì cả, nó cũng không có gì cả, tạp cả. Chúng ta chỉ di chuyển sang trái sang phải, trên dưới trái phải, à trái trên trên thôi. Có đối thủ này. Ồ, hắn ta không cho mình lên. Keep it up, champ. Đè xuống. Just a scratch. Man, there's gotta be something we can do. Đối thủ kìa. Đây bây giờ là con xe màu tím và lại con xe màu xám xám nhỉ. Ôi vai suy nghĩ tông vào nó. Hết giờ rồi này. Có đối thủ nào nữa không? Đâu. Want another chance? Ủa. Chúng ta sẽ sushi run. Chúng ta đã vào game sushi run và cái sắp nghe bet mất là 18 điểm đây. Chứ mình chơi được 300 điểm mà. Nóng cứng rồi. Hy vọng là mình sẽ đạt được 300 điểm. Ô, chỗ này không có cái gì. Không gian yên ắng là nguy hiểm lắm đấy. Nên ở đâu đó một cái gì đó nó ập ra. Thế là tăng tăng tăng. Xúc xích của mình bắt đầu di chuyển rất là nhanh. Ô, chết cái pha đó. Ôi trời, tự chạy luôn đấy. Tự chạy mình không tác động một cái gì cả. Bây giờ phải tác động rồi. Con mèo.
Phải, lần này sẽ đạt khoảng 300 điểm á. Bây giờ đang đạt là 245, 246 thôi. Nhanh. Nhanh. À, con mèo. Con mèo nó. Con này 300 điểm rồi. Ôi, 300. Đúng 300 rồi. Chúng ta sẽ xem game Mario Kart. Ok, chúng ta đưa cái phần Rare này. Let's go. Hình như chúng ta chưa đạt 3 sao, sao không qua được phần mới. Ui, view đẹp thế. Quang rồi. Hiện tại mình đang đua cùng với rất là nhiều bạn ở các quốc gia khác nhau. Trong đó có Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Nhật Bản. Đủ thế loại luôn. Cái gì đây? Cái gì em sao đây? Ồ là cái đoạn mình đang đi. Đó là một con đường nở hoa. Lá bay bay. Cái này hoa anh đào này. Để xem cái khúc đùa của mình chứ này. Cái khúc đùa của mình thì nó cũng phức tạp phết đấy, này nhìn hình nó như cái đoạn ruột ấy. Ôi chết rồi, à đây 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 đây. Hết một vòng chưa? Ôi, có cảnh báo, có giác quan người nhiễm cảnh báo mà định biết. Vòng đua thứ nhất rồi, mình đã xếp thứ nhất. Còn một vòng nữa. Hai vòng đua mà, lần nào chạy hai vòng. Ôi dồi ôi, từ nay là ăn bao nhiêu là thứ bị bắn liên tục. Đáng nhẽ là những nhân vật mình đang sở hữu đó là một cô gái. Họ phải có một cái gì đó ưu tiên chị. Không ưu tiên phụ nữ gì nhỉ. Cho cái bọn chuối đi. Để xem là nó sau quán ai không. À đằng sau rồi, đằng sau rồi. Ây à. Trời ơi, cái con rùa nó ném hai rùa vào rùa nó kêu nhỏ nó thì ngươm đỡ. Chúng ta phải kéo xuống thì nó mới bay được. Có phải đích được không? Ôi trời, đích đây rồi. Đích rồi. Win rồi đấy. Mình đi chơi Subway Surfer. Ôi dồi ôi, từ ngày update cái phiên bản mới này xong cảm giác là rất là mới. Được update xong trông mới thật đấy. Phiên bản này mình nhìn thấy một lần rồi sao? Tại năm ngoái mình quay như này mà. Năm nay lại thấy nó giống giống năm ngoái. À ha. Một pha thao tác vô cùng cầu kỳ. Đây là những con ở trong game Pac-Man. Này.
Chúng ta đang được 2 số điểm mà mình phải tận dụng cái cơ hội này để mà tăng số điểm lên, leo top thôi. Liên tục ở những cái pha mà mất cái ván chuẩn. Ủa tiếc thế. Mình sẽ chơi cái trò cắt này đi. Ta-tan. Trò này chỉ là cắt thôi. Và cắt rất là dễ. Wow, được một đồng tiền xu. Có cái game mà tiền xu thì nhớ đến có cái game mà coi rớt. Đây là cũng khá hay đó. Ngạt ra. Wow, đây là cái quả cherry đúng không? Quả này ngon lắm đấy. Nhưng mà đắt. Để cắt cái quả này sẽ là ra cái gì? Cái này cắt chậm thì hay lắm. Mình cảm giác nó đều tăm tắp ấy. Cái gì? Ồ, đó lại là một đồng coin. No. Cái kẹo dừa này. Ồ, mình thật quá. Ôi, cái gì này, nhìn ghê đây. Ui. Ồ, nó làm con đấy. Ghê thiệt đấy. Lúc mới nhìn thấy cái mắt nhìn ghê lắm. Đang đuổi. À, không đuổi được. Cắt bánh xà bông. Cắt ra một cái đầu bầu. Đây tiếp rồi. Này cắt xong nhìn chỉ muốn ăn thôi. Không có chéo. Thôi cắn luôn vào này nhé. Gạt nó ra. Ai, một con ruồi. Hey, chúng ta chơi Super Pro. Chúng ta vừa chào đón một phiên bản update của cái game này. Mình chỉ chọn được 3 nhân vật tiêu biểu nhất, mạnh nhất trong cái team của mình. Ôi, có một con T-Rex màu đỏ này. Xem không? Vai, ông làm này đi lỡ. Này con T-Rex này thì nó hai máu lên đấy. Đứng mà tưởng. Này thì hai máu này. Mình được đến 700 mà lại sợ cái con này à? Sao mà nó vẫn khỏe thế? Ủa, khỏe không? Vâng, anh ta là biết từng.
À, đây cái anh chàng cỏ này trông gì vậy? À, nhân vật này của mình có hai máu, hồi máu này. Ôi, chả thiếu hồi. Sao nhân vật này vàng khoe đây, như kiểu là gồng sức mạnh Super Saiyan à? Ui vai. Lực chiến của mình là 258, thấp hơn cái đối thủ này. Đánh về tư duy thôi, không có đánh như nào mà được. Một pha quẩy mông cấp, tăng máu. Sao cũng bật từng tăng máu nhỉ? Chơi bẩn như trên ném xúc xích. 300. Chúng ta chơi Helcrim. Đây có một cái sự kiện này, chúng ta chơi. Ôi được chết rồi, hơi nhầm rồi. Test sale vậy. Cái bàn này quan trọng là chúng ta tìm được bình xăng cho mình thôi. Còn đâu nó phóng nhanh lắm, xe phóng nhanh. Phải là ghê gớm. Ủa ghê gớm không? Thường khi mình bị tiếp đất là mình bị giật một phát đấy. Ủa, mình xếp nhất hay xếp nhì ấy? Ủa xếp vẫn xếp nhì. Ôi thiên nhiên Brazil nó phóng nhanh thế. Nóng ăn cái gì nó nhanh thế nhở? Đáng nể thật đấy, phóng nhanh thật. Không thể đuổi được. Chúng ta sang zombie tsunami. Dân ba dân à, con robot trên đầu này nó ít quá trời à, còn một cái đuôi. Tôi bay luôn khỏi xuống này. Bay trên này cho an toàn.
Đó là sự kiện là hóa dragon. Mình xem sự kiện này. Chúng ta chơi chờ rap of four. Mình loại được con loại được con giống con này rồi. Chúng ta sẽ chơi Miracle Lady. Chơi luôn. Uầy. Bán này. Cái này là cận cảnh luôn này, dí sát mặt luôn này. Trông như thật luôn này. Cái gì đâu, sao nhanh ta. Mình vừa mới chơi một tí mà đã thua rồi. Chơi luôn xong ăn mới cùng với 3 người khác. Ok, chúng ta sang trò Perfect Seal. Đây là một trò chém hoa quả đúng không? Ủa, chém dễ thế này. Game này chắc là dành cho nhiều lứa tuổi rồi.
Ui, ui, ui. Chém ghê thế. Chém ôi là chém ôi chém, không nhìn thấy dao đâu cả. Tuyệt vời. Ui, mẻ cả dao rồi. Chém một khúc gỗ là mẻ dao. Ui, kìa mày cũng chơi được đấy.